Hello anh em và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của Shizak. Lo này, thế thì chơi được. Thế thì chơi được 2T2 à? Lính Noman ngon hơn anh em ơi. Hai T2 cũng ngon, nên là tạm 2T2 phát nhé. Cho con Floor đi. Xem nào. Ui giời, khỏe thế. Thương bắt cái này, Floor xiên. Rát đấm, ok. Floor xiên, ok. Căng thẳng phết. May bạn kia không có Noman anh em ơi. Kia có Noman đánh cũng mệt phết. 2AT à, bây giờ mình muốn giữ con gì nhỉ? Giữ con Rát phết, con Rát đánh cũng hay. Hai con Rát này. Đang bán hai con Vio đi. Mua thêm một con Rát về. Xong rồi nếu mà thắng mình bán nốt con Darcy, thua thì không phải bán Darcy, thua thì bán con thêm con Rat nữa. Mong không thua em ơi. Rat đấm một phát là được. Một phát, ok. Ui. Cảnh thế nhở. Ui, cầm cái chí mạng. Đen này em ơi. Đen phải. Này chịu em ơi. Tạm rát đi vậy. Đen thôi, đen thôi. Shall I compare thee to a summer's day? Okay. Thua hai ván đúng không? Khả năng trận này mình thua một ván nữa cho thành cái chuỗi thua nhá. Bán thần, muốn đánh bán thần thì phết nhỉ. Không muốn bỏ mấy con kia anh em ơi. Chẳng lấy gì đâu, lấy văn heo về thôi. Ok. Ươm xem xét khả năng đánh Yon được không nhỉ. 7-7-7-6 khả năng hơi khó xuống em ơi, nhưng mà mày đang có chữ thua 2, khả năng thua một trận nữa cũng được, nhưng mà nên nhỉ, hay đánh để thắng nhỉ. Đồ này chưa biết đánh gì. Đồ xấu này chắc đánh thú chăng, thú Yon chăng, cung thủ chăng, cung thủ 6 cung 4 thú chăng. Chưa có bạn nào suggest mình đánh 6 cung 4 thú nhỉ? Làm thử trận 6 cung 4 thú rồi. Nghe cũng thú vị ấy. Let me do this. You'll just mess it up. 6 cung 4 thú à? Nghe mỏng mỏng dính nhỉ? Nghe hắc ám đốt phát chết nhỉ? Ơi căng nhỉ? Cũng được, chơi thử cũng được. I mean, chắc không sao đâu. Chắc phát thương nhỉ.
present. The thrill. I'll bet my eye can bench press 40 gold bars. I can bench press 40 gold bars. Uống chiến chém đau phết nhỉ. Thường mình hay đánh cùng nó 4 cung 4 thú để giữ chuỗi thôi anh em ấy. 6 cung 4 thú thì hơi căng. Nhưng mà có thẻ thú thì đánh được. Còn choi nó đánh thú dễ này. Choi trận này chắc đánh thú à. Chưa biết đánh thú gì ấy. Thú cung à. Được. 6 cung 4 thú. Nếu mà có thẻ thú cũng được, thử phát. Thử phát. Thêm một tướng thì thêm một con Noma này vào nhé. Cung thủ đỡ đòn. Xiên. Kịp xiên. Yon này. Violet nó lấy Violet tạm đi. Hàm răn đi. Thêm pháo thủ đi. Van Heel. Chanel này, đánh Chanel đánh nhá. Quy Chanel. Van Heel. Đánh Darcy thôi, một đêm Van Heel 2 nhỉ. Van Heel 2 mà. Lấy luôn đi, kệ. Cho Van Heel nhá. Van Heel đồ. Thua thì thôi anh em, thua thì mất 2 vàng rồi. Chấp nhận. Chanel lấy cũng được nhưng mà mình không thích đánh Chanel lắm nên là chắc là thôi. AT1 à. Chí mạng. Được. Cái bóng nó man tạm được rồi. Yon này đi. Này đi. Bỏ, ok. Sát bỏ. Thua 3. Thua khá nhiều. 7 tướng thì mình đánh 4 cung. 4 cung kẹp thú được. Thú này. Vera chắc không cần đâu, trận này chơi cung với cả. Chơi cung với cả thú thôi. Aeron chắc không cần đâu. Aeron mình để giữ máu tí thôi. 4 thú chưa? 3 thú này. 4 thú. Mong ra cái thẻ thú, anh em mới ra cái thẻ thú thì chơi. Chơi thế sẽ khá là ok. Đánh một con Crab, một con cuồng chiến để kích cái cuồng chiến là được. Xong một con phân vân phết tại đội này mình chưa chơi bao giờ là chắc là chơi được, chắc cũng chơi chắc top 1 nhưng mà chắc cũng không biết nỗi nào. Sephira này có Yon 2, lấy Yon 2 luôn nhé. Yon đồ đi. Yon nó xấy ra hai kết cũng được. Xấy ra hai kết à, hay cho đồ cho floor nhỉ. Thay đổi floor cũng được. Đây đi. Heo xuống dưới đáy này đi. Ú à.
Nên thành hai thú vậy. Roll. Floor, floor chắc mình thắng mà thắng thì bán một con floor đi thôi. Chắc là vậy thôi. Quên để con Phoenix ở bên kia. Chứ không phải thắng anh em mới bán floor rồi. Chả cần floor 2 đâu. Tăng 10%, tăng 20%. Đồ thách thức người chơi rồi. Đồ kiểu này thách thức người chơi rồi. Dù bạn đánh hắc ám không? Không nhiều đánh hắc ám lắm. Không nhiều hắc ám lắm đâu. Chơi cục phù chú đi. Ignis giữ lại này. Yon này. Vậy thôi. Này ném cho... cho con Yon đi. Thì do floor bây giờ mình bỏ ra mình đánh con Ignis cũng được. Này công thủ mình chờ nó con teo nhá. Chờ nó con teo xong rồi mình... cho thêm hai thú vào bỏ con Aeron đi à. Bỏ con Aeron đi hơi mỏng nhỉ. Con sấy cũng chưa khỏe lắm, hay nick ulti phát. Ý y đàm quá anh em ơi, y đàm lắm. Không được. Chả ra tí đàm gì này. Vòi này cản hết. Chưa được, chưa ăn thua anh em ơi, phải 6 cung. Phải là 6 cung. Senio à? Có không cần. Senio. Flo. Chấp đi nha. Chấp. Bốn cung, bốn thú. Xem nào. Mình nghĩ không phải là quá yếu đâu em. Quá yếu. Không yếu đâu anh em. Do bắn nhiều đam phết. Có ban Doom chắc không cần đâu. Không cần mua ban Doom đâu. Chơi bốn thú thôi. Sao cũng bốn thú. Phoenix 2. Này bỏ được rồi này. Này bỏ. Ừ bỏ. Aeron ok. 8. Này phải lên 9 tướng sớm anh em ơi. Này phải lên 9 sớm. 9 sớm mới chơi được 6 cung nữa. Ôi chết, bán Aeron chơi sớm nhỉ. Đấy à. Giữ con Aeron lại. Đánh 6 cung mới ở Aeron với à. Còn thứng đồ. Không sao anh em ơi. Vòi trâu thế. Vòi trâu quá. Mũ truy hồn. Bắn không vào máu. Nhon 11 con. Lên 9 được không nhỉ? Năng lực có thêm một cái thẻ tăng sao anh em ơi, một cái thẻ thú, một cái thẻ thú là ngon nhất. Thẻ thú là ngon nhất.
không có anh em ơi, một quét này mà không sống được là mình cũng hơi căng đấy. Quét này phải sống được. Thêm một cái thẻ thú nữa, thêm thẻ thú là ngon nhất. Floor xuống dưới cái kia không? Vô trong này. Kệ, chưa thua anh em. Chưa thua là ngon rồi. Thầy thú. Tôi đã bảo rồi mà. Tôi đã bảo rồi mà các bạn ơi. Tôi đã bảo rồi mà. Xin con teo nát nữa là sao? Xin con teo nát. The sun shall vanquish darkness. Giờ teo nát à? Tôi đã bảo rồi mà. Tôi đã bảo rồi mà. Trời ơi. Bốn thú sáu cung. Như nguyện vọng anh em không? Và như nguyện vọng anh em không? Cũng được, cũng khỏe đấy. Cũng khỏe đấy. Bốn con Yon khả năng anh em mới lên được Yon 3 đấy. Lên Yon 3 mà cần có thánh đồ luôn. Thánh đồ cũng hơi cần lực đấy. Teo này bắn được ok không? Cho đồ cho Teo nhá. Cho mấy con thú chết sớm anh em ơi. Thú phải chết sớm với mình. Tạm này đi. Malok không chơi. Không chơi Malok. Teo đây. Con này chết, con này chết. Thế thì cho hai con thú ở lên đi, con thú ở lên đi. Arduin đứng này cũng được, Arduin không quan trọng lắm. Đam chủ được ở đây anh em ơi. Và cho con này cho con Arduin này, nhưng mà Arduin nhiều máu phết nhỉ. 5600, con này 3200 này chết trước này anh em ơi. Hai T dễ chết trước, cho con hai T chết đi. Mấy con công thủ chết hết đi. Này thôi, chơi này thôi. Xong rồi tí nữa thêm một tướng nữa thì mình thêm con một con thánh đồ và sau mình thêm một con cát. Thế thôi. Chơi đơn giản thế không? Chơi Yon con này ăn đam rồi. Yon có chi hồn đúng không? Teo có đồ đúng không? Một phát ulti. Ulti. Cũng không khỏe lắm anh em ơi, cũng không khỏe lắm đâu. Cũng không khỏe lắm đâu. Đang phải tìm Yon 3 anh em ơi, không phải tìm Yon 3 trước. Tìm con Yon 3 trước. Trời, pha này khéo thua mình cũng đang clip nhỉ. Em ơi lâu lắm rồi mấy. Chơi được một cái đội hình hay ho. Oh, check phát nhá. Phát cái đái thương gì này. Thương bắt đáy bên kia. Bắt đáy vào con Hayate này đúng không? Ok. Rồng bắt đáy bên kia, con này thương mình gặp bạn này rồi. Bạn này Nakot ở đây. Mình sẽ để cái này ra đây cho xử con Nakot nhé. Đây gặp đúng bạn này. Ok, Nakot 1 không sao đâu anh em, chơi được. Teo đi một phát đi, một phát không tin. Ok anh em ơi. Yon sấy. Làm việc đi Yon. Đúng rồi, sấy hết đi, sấy hết đi. Ôi, phải nhái, không giết được cát kìa. Một máu. Ôi làm sao anh em, phải lên 9. À 10 cái dòng, đi tìm Yon, 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 đi tìm Yon chứ. Một cát này. Đi tìm Yon nhỉ. Tơ. Một cát này không cho vào được à. Muốn tìm Yon 3 anh em, tìm Yon 3 tìm đi rắc đi. Nó tìm Yon 3 tìm đi rắc đi. Cái nít này khả năng không cần thánh đồ vội. Cho con cát vào trước. Ừ, cho con cát vào trước. Tìm. Đấy. Quá ạ. Thế cho con cát vào được.
Thế thì cái đồ này cho phong cát này. Hai đồ này cho phong cát này. Hai đồ này cho phong cát này. Đồ này cho Yon này. Cho Yon đồ thủ này. Cho Yon đồ này. Cho phong cát tiếp đi. Đồ thủ này cho Yon. Ra đồ mana này, mana cho phong cát nhé. Sách thánh Joy. Thêm Joy cũng được anh em ơi, cần thêm Joy mà đánh. Này cho con Teo. Joy cho con Yon. Tập đánh cho con đánh cho con Teo. Ok, tìm Yon 3 nè. Rồi. Hết đi. Hết đi. Không còn tiếc nuối gì nữa anh em ơi. Không còn tiếc nuối gì nữa chứ rồi, Yon mình không có ấy anh em ơi, Yon mình không có thánh đồ. Sao cũng thấy được. Nên mình cần thêm một tướng nữa để mình còn lên thánh đồ cho con Yon. Chơi được. 1 2 3 4 này. 5 6 1 2 3 4 5 6 7. Vừa đủ. Chưa thua anh em ơi, chưa thua là được rồi, khổ quá. Tầm này chỉ cần chưa thua thôi. Sách thánh. Ra đồ thủ. Đồ thủ. Đây à. Này cho con Teo. Này cho con Do. Cái này nè. Teo 2, lấy con Teo 2 đi. Grab thì vẫn bán đi, mấy con này bán không? Đồ. Ok. Yon thôi anh em ơi, check phát nào xem chi hồn nó thổi đâu này, thương thổi đáy, tập thương bắt đáy này. Sát thủ xuống dưới này, rồng thổi chi hồn vào đây này. Không sao, không sao. Góc này chơi được. Rồng thổi ra chi hồn nhưng mà con cát mình có liềm. Cát mình có liềm, nó chỉ nhảy một phát thôi. Nhảy một phát. Ok. Thế thôi anh em ơi. Chỉ cần nhảy thế. Cho làm nốt đi em. Đừng cho nó sấy. Đúng rồi, đúng, đừng cho nó sấy. Đừng cho nó sấy các bạn ơi, đừng cho nó sấy. Được đấy. Hình này thú vị đấy. Nhưng mà cần thêm một thánh đồ em ơi, cần con quy, cần thánh đồ. 1 2 3. Phải lên 9 anh em ơi, cần cái thánh đồ gấp. Bây giờ mình phải sống qua nhiều vòng nữa, mình chưa lên được, mình phải cần một cái thánh đồ. Mình phải gặp bạn nào nhỉ? Mình gặp bạn truy hồn kia không? Thên đáy đáy này bổ trên kia. Không thành vấn đề, Nakot này. Nakot này chui xuống đây này, cho con này sang đây. Nakot này chui xuống đây. Ngọc đại ulti luôn, ok. Rồng này thổi giữa, ok. Cho rồng thổi giữa. Hào kỹ năng mình gặp bạn này rồi. Thêm này. Nhưng mà con thêm này chắc con cát mình choáng được. Con cát mình choáng được. Ok, Nakot vay chui ở giữa. Teo ulti một phát. Chết Nakot là được. Con cát nhảy. Ok. Yon sấy. Con cát nhảy. Con cát nhảy một phát nữa là ngon. Không cần. Chưa thua anh em ơi, chưa thua được rồi. Chưa thua được rồi. Thảo kỹ năng đi đi. Bạn này chưa đi à? Bạn này đi không? Thích cả khịa. Thích cả khịa sắp đi. Đáng qua nhưng mà phải sống một vòng nữa. Chỉ cần sống một vòng nữa thôi. 3. Lên được luôn không nhỉ? Bao nhiêu bây? 40. 74 à? Đắt thế. Lên được anh em. À có Queen. Mà chưa lên được anh em ơi. Mình phải gặp bạn nào? Mình phải gặp bạn Thêm 2 bộ. Không sao, chơi được, chơi được. Ồ, mày quá, không cần. Sợ quá các bạn, bãi để thương lát đáy nhưng... Chết rồi, con cát mình ăn truy hồn rồi anh em ơi. Con cát mình ăn truy hồn rồi, con cát nhảy, ok. Con cát nhảy, Yon sấy. Ồ, thôi đi rồi. Ồ, thôi đi rồi. Otani thanh nhàn rồi.
clip nhưng mà nó clip cũng không thành công lắm. Ai giải ơi, nói chung là nó mỏng quá. World Cup thì không có đồ mà tanh, World Cup có sách thánh thì nó tanh được một tí thì ngon. Cố gắng hết sức rồi em, cố gắng hết sức rồi, cố thêm. Hello, với mình đến đây kết thúc rồi. Thì kia trên hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới những góp ý bạn thể giúp mình phát triển kênh nhé. Ai, tuần này mình đánh giá đánh cũng được nhưng mà nó khó di chuyển đội hình ấy, bởi vì bạn tưởng tượng các bạn có 6 cung ấy, các bạn không thể xoay bài được 4 thú thì các bạn không thể nào dưới 4 thú được, thì ít là các bạn đã mất 9 tướng rồi, ở đây là 8 tướng, mất 8 tướng rồi để các bạn em, thế là anh không xoay bài được, anh không thêm được một con tanh nào, không thêm được con thên, không thêm được con voi nào, nó kiểu nó tốn tướng quá ấy. Nên là xoay bài nó khó thôi, nhưng mà nếu mà đủ, nếu mà anh em đủ tướng này, anh em có thẻ thú này và anh em có chuỗi thắng từ sớm đồ ngon thì mình thấy đội hình này cũng không phải yếu, đội hình này đánh được ấy. Nhưng mà đánh cái đội hình này không xoay bài được, để anh em bây giờ đánh 6 cung mà em không thể nào bỏ một con cung nào đi được, bỏ một con cung nào đi mất hết, mà đánh như thế mất 6 slot rồi, 6 slot cả một vấn đề đấy anh em. Anywho thì mình đến đây kết thúc rồi. Bạn thích YouTube trên em like, subscribe, comment xuống dưới, các bạn thể giúp mình phát triển kênh. Thôi, bye bye.